khi nhân tiện nói về cái vấn đề là mổ xẻ tức là bên cái bộ phận mà giáo nghiệm tử thi đó, thì chắc chắn là họ giáo nghiệm tử thi xong thì họ mổ xẻ xong thì họ đưa qua các anh là các anh nhận nguyên si như vậy hết phải không ạ thì các anh là người sẽ thấy hết tất cả nhân tiện muốn hỏi anh trong trường hợp nào thì phải mổ xẻ gọi là giáo nghiệm tử thi trường hợp nào thì không cần à, thưa anh ví dụ chết ở nhà chết bệnh viện hay là trong cái trường hợp anh Vũ chẳng hạn thì tại sao phải dạo nghiệm tử thi? Lúc nãy tôi có nói rồi đó khi một đời đó là phải biết rõ là cái nguyên nhân của cái chết. Chính vì cái nguyên nhân của cái chết đó là ai là cái người cung cấp cái nguyên nhân cái cái chết đó là bác sĩ bác sĩ gia đình hay bác sĩ trong bệnh viện. Nếu mà bác sĩ gia đình, bác sĩ bệnh viện mà không cung cấp cái đó thì bắt buộc nó phải đưa sang coroner. Ví dụ như vừa rồi tôi có cái kê đó chết ở nhà Nhưng mà vì hỏi tới bác sĩ gia đình Bác sĩ gia đình bảo là hơn 20 ngày rồi tôi không khám bác sĩ à, không khám bệnh nhân ở nhà tôi không, không biết bệnh nhân ngày. Bệnh nhân chết vì cái gì Thì cái kê đó tôi bắt buộc tôi phải đưa qua coroner rồi Giáo nghiệm tử thi đó Giáo nghiệm tử thi Thì cái trường hợp mà anh Vũ hoặc là có những cái trường hợp mà cái người mà bác sĩ gia đình mà không 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 xác nhận được cái nguyên nhân của cái chết thì bắt buộc cái kê đó phải chuyển sang coroner thì coroner có hai dạng một cái dạng là nó làm autopsy là nó kéo xác về từ coroner để làm dòng nghiệm tử thi yeah. còn cái dạng thứ hai nữa là nếu mà già rồi đó, thì nó tới nó, nó xem tuổi nó 90 rồi đó, thì nó bảo ok oh, bệnh già chết rồi natural death rồi yeah. thì nó chỉ có xác nhận ổ. Oh nó theo nó phải liên lạc với bác sĩ gia đình. Ở oh, bây giờ cái kê đó bây giờ tôi nghĩ già rồi, bây giờ chết thì thôi chắc là cái bệnh gì đó. Mm -hmm. Thì bác sĩ đề nghị cái bệnh đó thì coi như là hai bên nó hợp tác với nhau, nó cùng ký trong cái giấy khai tử. Mm -hmm. Tức là gì? Bên bác sĩ ký và đồng thời coroner ký mm -hmm. là hai người cùng ký. Yeah. Còn nếu mà bác sĩ gia đình mà không xác nhận được cái nguyên cái chết đó thì lúc đó tụi coroner nó sẽ ký, nó sẽ phải làm investigator là gì? Nó phải làm autopsy mm -hmm. và trong cái nguyên nhân cái chết tạm thời nó để cái chữ pending, tức là gì chờ cho đến khi mà nó investigate xong. Đó là như vậy. À, như vậy là có hai trường hợp nếu mà già chết thì bên giáo viện tư thi phối hợp với lại bác sĩ để mà ký giấy tờ coi như là không có mổ xác gì hết trơn yeah. á. Ký giấy tờ là release cái xác, đưa xác về cho gia đình luôn. Còn nếu mà không liên lạc với bác sĩ gia đình dù là người lớn tuổi đi nữa thì họ cũng phải mổ xác không à bây giờ mình nói qua cái quá trình mà khi mà cái xác mà đưa từ từ giáo nghiệm về mà như trường hợp anh vũ đây thì phải mổ xác để điều tra nguyên nhân cái chết vì anh vũ còn khá trẻ thế thì thưa anh họ mổ xác là mổ như thế nào họ coi thế nào các anh là người nhận xác anh cho biết hết tất cả những chi tiết đó xin, mời anh bây giờ tôi nói anh cái người mà yếu bóng vía mà nghe tôi nói cái chuyện này thì chắc sợ lắm nhưng mà tôi chỉ hình dung như này thôi ở bên việt nam mình là có cái cái chuyện mà giết gà giết vịt Yeah. thì cái màu sắc hay nó giống như vậy wow. tức là gì cái cơ thể nó lấy banh ra hết trơn yeah. thấy, thấy nếu mà nói ra thì nhìn thấy sợ hãi lắm yeah. rồi cái 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 đặc biệt nữa là cái đầu của mình á, là tụi tôi nhìn vào tôi biết ngay đó là sinh viên thực tập hay là không thực tập hay là dân chuyên nghiệp bởi vì nó cưa cái sọ sọ mình nó dày khoảng chừng cỡ này gọi là cỡ bao nhiêu nửa nửa in yeah. à, cái sọ nó rất dày thì nó phải cưa mà tụi tôi trong nghề nhìn cái cưa cái sở biết ngay là dân dân chuyên nghiệp hay là hay là student nó ra học nghề yeah. thì nó phải lấy hết tất cả ốc ra những cái đó nhìn cái cảnh nó sợ lắm yeah. tôi tôi chỉ nói sơ sơ vậy thôi yeah. thì sau khi mà nó giảm nghiệm từ thi xong rồi đó thì nó tất cả những cái gan tim và phổ phổi kia nó bỏ vào trong cái bịch ni lông yeah. rồi nó cho cái thuốc formaldehyde vào trong nó cột lại để trong cái body đó rồi tụi tôi phải mang về Yeah. thì tụi, tụi tức là toàn bộ cơ thể là nó trả lại hết như cơ phận nó là, lại, lại nó đâu có phải là ráp lại cho mình cho đúng như này kia nó mổ nó bỏ bịch đi lòng thì thì có về từ 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 tôi ví dụ như có một số các cái 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 gì cần thiết thì tôi để lại thôi còn tất cả ví dụ như ruột chẳng hạn nó mềm nhau nhau, nhau thì tôi tụi cứ để trong cái đó và thuốc như vậy tôi bẻ trong khâu lại thôi trước khi khâu là phải tắm rửa cái body đó từng miếng miếng đó một sạch sẽ, rồi sạch sẽ lại yeah. mà cái đó nếu mà có thì giờ tôi sẽ nói kỹ bởi vì tôi làm cái nghề này là tôi tiếp xúc rất nhiều à là cái có những cái đứa mỹ nó rất là cẩn thận đến độ là gì nó 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 thay vì nó khâu đó, mà nó dán bằng silicon nó làm rất kỹ mà tỉ mỉ lắm yeah. cái trường hợp đó tức là khi mà nó gọi chung là restoration là là mất cả ngày trời nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn với lại uh, tôi cũng nói thêm một chút xíu là nó có những cái kê mà bị bắn bể mặt cái nó phải restoration lại tức là làm phục hồi lại cái khuôn mặt nó đòi hỏi cái sự mà khéo tay yeah. mà người Việt Nam mình ấy, thì tôi nói thật là không có khéo tay yeah. ví dụ như tôi chẳng hạn thứ nhất là tôi bị allergy về chemical yeah. cái thứ hai mình không phải khéo tay thành ra là những cái đó là tôi không có làm được yeah. mình nói tại mình không làm được ừ. nhưng mà Mỹ nó khác Mỹ nó khéo tay lắm nó nó chỉ nhìn cái 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 Nhân hình rồi nó nó nặn lại nó phục hồi lại cái khuôn mặt giống y chang vậy hay là... là đối với còn đó là những cái trường hợp mà họ bị tai nạn okay. anh nó đến mặt yeah, phải không và yeah. phá hủy khuôn mặt rồi này kia đó tôi, tôi đã, tôi đã uh. giống như tôi có trải qua những cái kê khủng khiếp như này ừ. thứ nhất là một cái kê là ở dưới serego là anh chàng đó, kỹ sư việt nam làm rồi đi về ban đêm buồn ngủ cái bị xe loại xe mà mười mấy bánh cán cái mặt nó như tờ giấy á yeah. nó phải phục hồi lại khuôn mặt đó đó là một à. kê rồi kê thứ hai nữa là một cái anh chàng nó bán xe hơi ở huntington beach thì nó bị bắn bể mặt nó phải làm lại cái phục hồi khuôn mặt ừ. rồi một kê nữa là cái người nó bị cháy chẳng à, những cái kia đó sợ đúng, 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 lắm, sợ lắm. Ra. Tôi nói thật cho trong, trong đó tôi nhìn nó mình cũng cảm thấy cũng hơi 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 yếu bóng vía một chút xíu đâu. Yeah. Tức là mình nhìn thấy cái chết thường xuyên rồi nhưng mà tâm trạng của con người, mà cái, cái 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 hệ sinh lý của mình đôi khi cũng bị 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 phản ứng ở bởi những cái những cái khủng khiếp như vậy yeah, okay. đâu. Nhưng... Bây giờ thì hỏi anh Lộc Lê là tất cả những cái quy trình mà các anh em về rửa xác đều thực hiện ở đây các anh chuyên môn là làm hết hay là như thế nào à, thưa anh? Cái chỗ này là không có làm được là vì chỗ này là cái khu business ừ. nó lên lon không cho làm. Từ tôi thứ nhất là gì? nhà quản phải có nhà xác nó mới cho mở nhà quản. Ừ. Ok. Ừ. Không có nhà xác là nó không cho mở nhà quản. Nhà xác là một nơi khác. Nơi khác thì Đúng tụi rồi. tôi bắt buộc phải mướn một chỗ khác rồi em bombing tại vì nó có cái chỗ mà Nhà xác là cái em bò mình nó phải bên cạnh nhà xác là vì nó phải giữ xác để nó dưa ra, còn bên này là khu này khu business thì nhà tụi tôi không thể làm được ở đây. Yeah. Tôi rất muốn nhưng mà lên đòn không trời thì mình chịu thua. Quá à. anh Lộc là, là tôi nghe người ta nói rằng thì là à, thì khi mà mình chết đi đó à, thì cái cái mắt của mình đôi khi nó có thể bị mở ra. Rồi cái miệng của mình đôi khi nó cũng bị hả ra nữa Thì trong khi các anh làm như vậy Thì nghe nói là các anh phải dùng cái kỹ thuật nào Để mà cái miệng nó ngậm lại Rồi con mắt nó cũng nhắm lại luôn Phải không thưa anh? Dạ vâng đa số tất cả những cái thi hài khi mà chết người ta phải gồng lên rồi người ta có nghĩa rằng là miệng sẽ mở lưỡi sẽ lè ra mắt sẽ mở chắc chắn nhưng mà kỹ thuật của những người em embalming là những người mà người ta ướp xác á người ta có đủ cách hết để người ta đóng người ta nhìn vào tấm hình và người ta có thể ta đóng nó vừa phải nó coi rất tự nhiên cái đó là cái nghệ thuật ở đây yeah. Tức là người ta đóng con mắt lại Đóng cái miệng lại rất tự nhiên Tôi xin phép tôi bổ túc thêm cái phần này Tại vì tôi nói thật là tôi là cái người Mà tôi làm từ A đến G yeah. Hay ra là nếu những cái chuyện đó là như này Khi mà một người qua đời Nó có những cái trường hợp như này cái, Đối với những người già người ta hớp miệng lên Người ta há miệng ra Thì lúc đó lưỡi người ta thẻ ra à, Thì tôi tôi có những cái dụng cụ đặc biệt Trong cái nhà quả nó có những dụng cụ đặc biệt Giống như nhà thương vậy đó Những dụng cụ để kéo cái lưỡi vô rồi mắt thì, thì tụi tôi phải cho nó mắt nhắm xuống rồi mình cũng phải dùng ví dụ như là cái chất silicon để mình dán mắt lại hoặc là có những cái trường hợp ví dụ như là cái người đó không có mắt thì tụi tôi dùng những cái eye perform lên để mà thay à, cái mắt cho nó tự nhiên. tự nhiên hoặc là có những người người ta không có răng chẳng hạn hoặc là có nhiều khi mà người ta có cái đèn chờ người ta không có đưa kịp hoặc là bị mất thì tụi tôi có những cái dụng cụ nó gọi là mouth performance để vào trong đó, để tránh cái vấn đề giống như là cái miệng mình không bị móm nữa nói nói chung là nhà quản nó có những cái dụng cụ có những cái giống như đồ y tế có đầy đủ hết